thì nó mới giống quả vừa lấy chị thổi to thế bạn ạ. Ủa đây đây đúng rồi, hai quả ui. Ui, à chúng ta biết rồi. Đấy giờ thổi được nhiều đấy. Nào tiếp thôi. Đấy thấy chưa, chị phải cho vào đúng cái lỗ kia nó mới ra nhiều. Thấy chưa? Tiếp nào. Ồ trò này hay đó nha. Ui. Đấy đi siêu thị nha. À em... chị ơi, cái này phải cho thích lắm. Ở đây đi siêu thị em thích cái này mà nên chị mới mua, không chị mua làm gì. Chị cũng chưa chơi đâu nhưng mà cứ cho thử. Ở đây, ngồi đây cho thử nhé. Từ từ để chị xem nào, chị xem hướng dẫn nào chứ. Không thấy chị biết làm nó sao đâu. Ờ, đợi à. Đây nhá, mình sẽ phải đổ cái nọ nước ấy vào trong cái này. Xong mình cắm cái ống này ở đằng sau này. Xong bắt đầu mình thổi sẽ ra bạn bong bóng như thế này. À đây rồi, đây. Đấy. Quanh chân, hồi quanh chân lên đây. Nhanh lên. Chị bắt nó ra. Cứ cậy bé xong rồi ra bắt lại ra. Thấy chưa, có bắt được không? Úi giời. Chính chích chanh chảy 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 chảy. Nó tan ra luôn. À xời. Đây à. Ôi giời, cái ống hút bị rơi rồi. Cạp, cạp, cạp. Đây. À, có không khí ra đấy. Được rồi, để chị đổ cho. Đây nha. Chị đổ hả, em phổi trước chứ. À, trò này hay đó nha. Chị đã chơi bao giờ đâu, thấy nó cũng lạ lạ ấy. Tiêu Nhân à, sushi chuẩn bị thổi nhá, chị bỏ lên nhá. Rồi. Ui, to thế, to thế. Nào tiếp hơn nữa nào, thổi mạnh của em. Wow, sao nó toàn nổ nhở. Wow, to nhở. Nào, hơn nữa nào. Cố lên, cố lên, đây, 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 ôi. Đây, đúng rồi. À, bây giờ biết kinh nghiệm thổi rồi. Đúng rồi, thổi lên. Wow, ôi, quả này to thế. Tiếp, tiếp, tiếp. Đây, đây, em thổi này, chị nghĩ là nó ngược gió đấy. Rồi, để chị thổi nào. Rồi. Lại nhá. Nào. Thôi đi, thôi đi, thôi đi. Ôi quả này to thế. Ui, nhiều ấy. Ôi nó đang bay ta tiếc. Thì nó mới giống quả vừa lấy chị thổi to thế bạn nào. Ui, đây đây đúng rồi, hai quả ui. Ui, à chúng ta biết rồi. Đấy giờ thổi được nhiều đấy. Nào tiếp thôi. Đấy thấy chưa, chị phải cho vào đúng cái lỗ kia nó mới ra nhiều. Thấy chưa? Tiếp nào. Ồ, trò này hay đó nha. Ui. Hay nhở. Đây là khủng long nhà bong bóng. Rồi, tiếp đi. To nhờ. Chị thổi đi. À, để chị thổi nhá. Thổi một lần nữa nhá. Nhiều không? Ui, chị công nhận thổi nhiều thật đấy. Đừng em. Nào, thôi chị em mình ra kia chơi đi. Không, cho em thổi một lần nữa. Ra đằng kia cho nó rộng. Cho em thổi lần nữa. Nên là chị phải ấn thật nhiều vào. Rồi, chị ấn thật nhiều vào. Rồi, em thổi đi. Đây chưa? Nào, chị em mình đi ra đằng kia. Đấy chắc nhá. Không có không khí đâu. Đây, chỉ cần như này thôi. Chị tự cầm được. Ủa? Chưa vào lỗ à? Thấy không? Chưa. Ủa, được đâu. Một mình không được. Nào đi, chị em mình đi. Đi ra đằng kia chơi. Nó rộng. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn xem ủng hộ mình và subscribe.